Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự của kênh Phương Đông TV. Kính thưa quý vị, sau cuộc xung đột tại Nagorno-Karabakh, một số lượng lớn các ấn phẩm về cùng chủ đề đã xuất hiện trên Internet. Các tác giả cho rằng cuộc chiến này đã chứng minh một thực tế không thể chối cãi. Nga có vũ khí hạt nhân và siêu thanh trong kho vũ khí của mình, nhưng không thể phòng thủ trước các UAV hiện đại giá rẻ. Các bài báo với giọng điệu ê chề, ác mộng, mọi thứ đã mất. Hệ thống phòng không của Nga được ca ngợi lâu nay không thể chống lại các UAV của Thổ Nhĩ Kỳ và của Israel. Và điều này có nghĩa là trong bất kỳ cuộc chiến nào, tất nhiên, nếu nó không phải là hạt nhân, Nga sẽ bị đánh bại. Liệu những viễn cảnh ảm đạm như vậy được tạo ra từ UAV Thổ Nhĩ Kỳ có thực sự đang chờ đợi nước Nga? Và tất cả những khoản ngân sách dành cho việc chế tạo vũ khí siêu hiện đại, những vũ khí mà Tổng thống Putin đã hơn một lần nói đến với niềm tự hào, đã bị lãng phí. Đánh giá chung về UAV, đối tượng tác chiến của người Nga. Hãy xem tại các chiến trường Syria, nơi Nga đối đầu với không chỉ quân khủng bố các loại, mà chính là đối đầu khốc liệt với Mỹ và NATO. Tại đây, Nga có căn cứ không quân hải quân liên hợp Kemin và Tartus. Vai trò, vị trí chiến lược của hai căn cứ này với Nga tại Syria và Trung Đông như thế nào thì ai cũng biết. Do đó, chúng ta đều tin rằng Mỹ và NATO, bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ, luôn tìm cách đánh phá và tiêu diệt. Rõ ràng là Mỹ, NATO không thể dùng vũ khí lớn như là máy bay, tàu chiến, tên lửa tấn công trực tiếp vào các căn cứ quân sự Nga, nhưng việc sử dụng quân khủng bố được Mỹ và NATO, và đặc biệt là Thổ Nhĩ Kỳ nuôi dưỡng tấn công vào Kemin luôn có trong kế hoạch tác chiến của Mỹ và NATO. Thực tế là đã có hàng trăm UAV, tên lửa mang danh của quân khủng bố tấn công vào Kemin và Tartus. Tuy nhiên tất cả không có một chiếc UAV hoặc một quả tên lửa nào lọt vào được khu vực phòng thủ của Kemin và Tartus. Vì sao lại như vậy? Vì UAV không hiện đại hay vì phòng không Nga tốt? Bạn cho rằng vì Thổ Nhĩ Kỳ, Israel, Mỹ quá tốt với Nga nên không sử dụng UAV của mình mang danh quân khủng bố đâm sau lưng Nga tại đó. Như vậy là ngây thơ. Nên nhớ rằng Kemin và Tartus là phép thử, là khu vực thử nghiệm cho UAV và tác chiến điện tử IVK của Mỹ, NATO và Israel. Như vậy, điều thứ nhất rút ra là Nga không cho phép một UAV nào, tên lửa nào đụng đến quân Nga. Bây giờ hãy xem xét cuộc chiến UAV mà Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng tại Syria với quân Assad trên chiến trường Idlib và Libya. Với chiến trường Idlib, quân Assad trong chiến dịch thông đường cao tốc M5, M4 đã đụng đầu rất quyết liệt với UAV của phía Thổ Nhĩ Kỳ. Và có thể coi việc Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng UAV tham gia tác chiến tại Idlib là lần đầu tiên và tất nhiên đã gây ra những sự bất ngờ tổn thất cho quân Assad. Báo chí mạng Zoomen lên chuyện UAV của Thổ Nhĩ Kỳ chiếm lĩnh bầu trời Idlib, bắn hạ cả máy bay MiG-29 của Syria. Tuy nhiên, khi Nga ra tay thì huyền thoại UAV Thổ Nhĩ Kỳ đã tắt lịm. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ phải lùi bước trong trận quyết chiến chiến lược tại ngã ba đường cao tốc M5-M4. Thổ Nhĩ Kỳ phải ký tiếp với Nga tại Sochi về Idlib. Còn tại Libya, quân Thổ Nhĩ Kỳ đã đánh bật quân của tướng Haftar bởi nhờ UAV khống chế vùng trời. Trên mạng lại một lần nữa tung hô và coi Nga là kẻ thất bại dưới tay UAV Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng hãy xem tại sao Thổ Nhĩ Kỳ lại phải dừng bước trước làn danh đỏ sai. Đương nhiên, không thể phủ nhận thành công của UAV Thổ Nhĩ Kỳ tham gia tác chiến với đối thủ có hệ thống phòng không và hệ thống tác chiến điện tử IVK yếu kém. Vì thế, lấy chiến công của nó với quân Assad hay quân Haftar để đánh giá thấp quân Nga là không phải của giới quân sự. Như vậy, điều thứ hai rút ra là hoạt động quân sự là sự phát triển tiếp theo của chính trị. Nói nôm na thì hoạt động quân sự phục vụ mục tiêu chính trị. Do đó, UAV Thổ Nhĩ Kỳ hay hoạt động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ và hoạt động quân sự của Nga được điều chỉnh bằng ý đồ chính trị. Luận điểm chính trị quân sự ngày càng rõ hơn tại chiến trường Nagorno-Karabakh. Có điều, chúng ta không tham vọng phân tích hết, mà chỉ tiếp cận một diễn biến nhỏ về tác chiến của UAV Thổ Nhĩ Kỳ tại đó. Thực tế, tại Idlib, Libya và Nagorno-Karabakh, khán giả ngồi trong phòng lạnh được xem các video chiến trận có từ UAV. Bạn không có các video từ tên lửa, pháo binh, hệ thống tên lửa phóng loạt, là hỏa lực quyết định thắng bại của chiến trường, chứ không phải là UAV. Chính vì thế, bức tranh từ chiến trường trong mắt dân Internet là từ phía UAV. Trong khi đó, thực tế chiến trường thì tổn thất chính của quân Armenia khiến họ bại trận không phải là từ UAV. Tất nhiên, không phủ nhận
UAV có một phần trong đó. UAV của Thổ Nhĩ Kỳ, Israel tại Nagorno-Karabakh thường đi lạc vào Armenia, vào căn cứ quân sự Nga thì nó luôn bị hạ. Có ngày hàng chục chiếc. Tại sao vậy? Trong khi trên chiến trường Nagorno-Karabakh thì UAV Thổ Nhĩ Kỳ lại làm mưa làm gió. Không biết, nhưng câu trả lời chắc chắn nằm trong mối quan hệ quân sự với chính trị đã nêu. Vậy UAV Thổ Nhĩ Kỳ có phải là một cơn ác mộng hay không? Chúng ta biết rằng UAV có hai loại. Loại được điều khiển bởi hệ thống định vị dẫn đường GPS và loại có thể đi dựa vào hệ thống định vị quán tính của chúng và hệ thống tương quan. So sánh hình ảnh của địa hình với tuyến đường được đặt trong thiết bị tương tự như là một hệ thống Tomahawk của Mỹ. Loại đầu như là Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ có giá chừng 1 triệu euro. Loại đắt như MQ-9 Reaper của Mỹ có giá từ 20 đến 30 triệu đô một chiếc. Đặc biệt, loại sau không phụ thuộc vào hệ thống định vị vệ tinh là chiếc RQ-4 Global Hawk trị giá tới 150 triệu đô la, tức đã đắt gần gấp đôi một chiếc tiêm kích thuộc hàng thế hệ thứ tư. Trong khi đó, chiếc máy bay tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ, một máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm, thì nó có giá khoảng gần 100 triệu đô, còn một chiếc máy bay F-16 Eurofighter chỉ là 50 triệu đô. Như vậy, UAV Bayraktar TB2 Thổ Nhĩ Kỳ chưa là gì khi nó hoàn toàn phụ thuộc vào GPS. Và theo như chuyên gia quân sự hàng đầu của Nga, tổng biên tập tạp chí Kho Vũ khí của Tổ quốc Viktor Murakovsky cho biết, thì để truyền video từ UAV đến điểm điều khiển, các bạn cần có một kênh liên lạc dày. Và nếu thiết bị có kênh dày như vậy thì tác chiến điện tử dễ dàng với xác suất cao phát hiện và mở nó từ hai điểm khác nhau, giao điểm của hai chùm tia, và chúng ta thấy trung tâm điều khiển của một chiếc máy bay không người lái như vậy ở đâu. Như vậy, có thể nói tác chiến điện tử EVK của Nga nhắm vào mục tiêu là trung tâm điều khiển. Và tất nhiên, đó là lý do vì sao tại Nagorno-Karabakh, UAV Thổ Nhĩ Kỳ cứ đi lạc đến căn cứ quân sự Nga và Iran, rồi rơi mà không có vết đạn nào. Thật đáng lo ngại nếu ai đó trong giới quân sự quá đề cao UAV Bayraktar TB2 trong các kế hoạch tác chiến. Bản tin quân sự của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin quân sự tiếp theo.